bé trai bỏng giác mạc do gội đầu bằng nước hạt na, chuyên gia lập tức đưa cảnh báo. Theo đó, để trị cháy, một gia đình ở Hải Phòng đã đập dập hạt na, sau đó đun nước cho con gội đầu. Quá trình gội, mắt dính nước hạt na đã khiến mắt của bé khó mở, mi sưng nề đỏ, kết mạc cường tụ toàn bộ, phù nề, giác mạc phù, trợt rộng biểu mô. Tại Bệnh viện Trẻ Em Hải Phòng, trẻ được rửa mắt và dùng thuốc theo đúng phác đồ. Sau điều trị một tuần, mắt của trẻ khỏi hoàn toàn. Theo dân gian, hạt na có tác dụng trị cháy, thế nhưng trong hạt na chứa nhiều độc tố và đặc biệt khi dính vào mắt có thể gây bỏng biểu mô giác mạc, chữa trị không đúng cách có thể gây viêm loét giác mạc dẫn tới giảm thị lực vĩnh viễn, thậm chí mù lòa cho trẻ em. Bác sĩ cảnh báo các gia đình không nên đun nước hạt na gội đầu cho trẻ. Nếu bị nước hạt na bắn vào mắt thì gia đình cần lập tức cho trẻ rửa mắt bằng nước muối sinh lý và đưa trẻ đến ngay các cơ sở y tế chuyên khoa để xử trí kịp thời, tránh các trường hợp đáng tiếc xảy ra.